Ví dụ, ngày 28 tháng 3 năm 2015, kế toán thực hiện chi trả lương cho nhân viên. Với việc thực hiện trên phần mềm như sau: vào phân hệ tiền lương, nhấn chọn trả lương. Chọn phương thức trả lương là trả bằng ủy nhiệm chi chuyển khoản hay trả bằng tiền mặt. Tích chọn nhân viên cần trả lương. Quý vị có thể trả cho từng nhân viên hoặc trả hết cho tất cả các nhân viên. Sau đó nhấn chọn trả lương. Phần mềm sẽ tự động sinh ra chứng từ, phiếu chi trả lương nhân viên hoặc ủy nhiệm chi trả lương nhân viên tùy theo phương thức trả lương mà quý vị đã lựa chọn. Quý vị kiểm tra lại các thông tin. Sau đó nhấn cất. Tại đây, quý vị có thể in được phiếu chi bằng cách nhấn chọn chức năng in. Chọn mẫu phiếu chi cần in. Kiểm tra lại mẫu chứng từ, sau đó nhấn chọn chức năng in. Trên đây, tôi đã hướng dẫn quý vị thực hiện nghiệp vụ trả lương cho nhân viên. Chúc quý vị thực hiện thành công. Trong quá trình làm, anh chị có vấn đề nào thắc mắc, cần được giải đáp và hỗ trợ thì anh chị đừng ngại tham gia và đăng bài trên cộng đồng hỗ trợ MISA SME nhé.